Chào bạn, chào mừng bạn lại quay trở lại với CAD Radio, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm, những bài học và đồng điệu với nhau về mặt cảm xúc vào khung giờ quen thuộc 20 giờ mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu, và chủ nhật là chuỗi clip chủ nhật cùng CAD bạn nhé. Tự nhiên bữa nay muốn đổi câu hỏi một chút. Ngày nào cũng hỏi các bạn là ngày hôm nay của bạn như thế nào, nó thường quá đúng không? Thôi thì hỏi một điều, bạn ăn cơm chưa? Giờ này đã ăn cơm chưa? Đừng có mãi lo làm việc quá mà quên cái bữa ăn của mình, quên cái sức khỏe của mình nghe. Có sức khỏe thì mới làm việc tốt được nha các bạn. Rồi, dặn dò đôi điều thế thôi. Bây giờ, ngày hôm nay tôi muốn có một cái chủ đề về công việc một tí ha. Và tôi nghĩ đây là một trong những cái điều hoặc là gọi là bí quyết luôn của những người, người ta tuy là đi chậm nhưng mà ngược lại thành công lại nhanh đó các bạn. Đó là hãy chỉnh chu trong mọi việc. Và một cái lưu ý nhỏ nữa, tôi có một cái câu nhỏ ở phía dưới, đó là làm cho tới, đừng cho có. Các bạn biết gì không? Khi mà chúng ta tập được cái thói quen chỉnh chu trong mọi việc, từ việc nhỏ cho tới việc lớn, từ những việc đơn giản cho tới những việc phức tạp, thì sau này trong mỗi một cái vấn đề gì đó nó xảy ra thì mình cũng đều giải quyết một cách trơn tru, và mình tập cho mình một cái thói quen, đó là làm tới cùng đi các bạn. Đừng có làm nửa vời, đừng có làm cho có. Kể cả những việc mà nó nhỏ xíu như là quét nhà, nấu cơm hay là kỳ cọ toilet chẳng hạn, các bạn hãy cứ làm hết sức, hết mình, nhanh nhất có thể và đặt cái tâm của mình vào đó khi mà mình làm. Đã không làm thì thôi, nhưng mà nếu đã làm rồi á thì nhất định phải được kết quả tốt nhất, nhất định phải làm cho xong. Không có cái kiểu làm nửa vời, làm cho có. Một số trường hợp các bạn còn như thế này nữa. Biết là lỡ mình làm sai á thì sẽ có người khác ở phía sau giúp đỡ hoặc là gánh lấy cái hậu quả giùm, hoặc là người ta kiểm tra lại giúp mình, thì mình cũng không cần làm quá sức hay là cố gắng quá làm gì. Đây là một cái tư duy rất là sai lệch nha các bạn. Dù cho ở phía sau có ai đó nâng đỡ mình, hoặc có ai đó sẽ đưa tay ra giúp đỡ mình khi mà mình làm sai chẳng hạn, nhưng về bản chất công việc, đó là công việc của mình. Và khi mình đã nhận làm việc đó thì đây là cái tinh thần trách nhiệm của mình, là cái gọi là sĩ diện của mình trong cái công việc luôn á. Nếu mình làm tốt được thì người được lãnh cái tiếng thơm, cái công việc đó thành công là ai? Là các bạn đúng không? Còn nếu các bạn làm sai thì cái người đầu tiên nên hổ thẹn, người đầu tiên nên tự trách chính là bản thân của các bạn. Đừng bao giờ tập cho mình thói quen ngày nay làm không xong để ngày mốt ngày kia làm nữa. Hãy dứt khoát, dứt điểm cái công việc mà các bạn đã được giao, đã được nhận. Hồi lúc trước á, tôi hay có cái tật á các bạn, đó là bao đồng. Tức là chuyện nào của ai người ta nhờ tôi cũng làm hết trơn trọi. Nhưng mà vì tôi nhận quá nhiều lời nhờ nên cuối cùng không có việc nào hoàn thành tốt việc nào cả. Nó cứ phân nửa lỡ cỡ lửng cẩn á các bạn ơi, khó chịu lắm. Và đương nhiên á là khi mình không hoàn thành tốt được thì cái người mà nhờ mình á, đầu tiên là người ta sẽ không cảm ơn mình. Người ta nói cho có thôi chứ trong lòng người ta không có cảm ơn mình thật sự. Người ta không có quý trọng cái công sức của mình đâu. Vì cái công việc đó mình làm có xong đâu mà muốn người ta công nhận đúng không? Rồi khi mà chúng ta lo bao đồng nhiều quá, nhiều chuyện quá như vậy, thì cái công việc của mình á, chính xác là những cái việc mình phải làm, buộc làm trong cái công việc, nó bị sao nhãng và nó hoàn thành cũng không tốt luôn. Đến cuối cùng bạn muốn giúp đỡ người khác nhưng mà cái việc bạn làm đôi khi nó lại thành phá hoại. Rồi cái công việc mà đáng lý bạn phải làm, bạn phải hoàn thành thì bạn cũng không làm xong luôn. Đến cuối cùng không có cái nào ra cái nào hết, nó là một cái đống hỗn tạp. Và cái người giải quyết hậu quả đôi khi là người sếp của các bạn đó. Hoặc tệ hơn là bạn phải tự chịu trách nhiệm về những cái việc làm sai sót, trễ hẹn của mình bằng những cái ngày lương hoặc là bằng những cái bản kỷ luật chẳng hạn. Bởi vậy tôi mới nói là các bạn nên tập cái thói quen đi.
bây giờ vẫn tập vẫn kịp. Đó là mình cứ làm tới cùng luôn, tới chỉ luôn, mình không có bỏ lửng thửng giữa chừng. Ví dụ như là bây giờ thấy công việc đó dễ quá đúng không, cái bây giờ mình lại suy nghĩ ôi cái này dễ, nay làm chút mai làm chút. Không các bạn, đã dễ thì mình càng phải làm cho nhanh, cho tới, cho xong. Xong cái này mình làm qua tới cái khác, nó mới tập trung và cái nào nó ra cái đó được. Còn nếu việc khó quá đúng không, thì tập trung tìm kiếm, tìm hiểu về nó. Có thể đối với những cái việc khó thì các bạn không thể một ngày một bữa làm xong được, nhưng ít ra các bạn đã cố gắng làm cho tới cùng rồi. Mà tôi nghĩ là không chỉ ở trong công việc đâu các bạn, đôi khi là trong cuộc sống, trong gia đình và những mối quan hệ khác, chúng ta cũng cần có cái thói quen đó là làm cho tới cùng luôn. Ví dụ như trong chuyện tình cảm đi, khi mà các bạn lỡ các bạn hứa một cái gì đó rồi á, mà các bạn làm nửa vời, các bạn làm cái kiểu xìu xìu ẩn ẩn làm cho có, thì đối phương người ta cảm nhận được và người ta sẽ rất là buồn và đôi khi là thất vọng nữa, vì các bạn đã không giữ được trọn vẹn cái lời hứa làm cái đó cho người ta. Rồi trong những cái mối quan hệ bình thường cũng vậy. Cái sự giúp đỡ, cái sự gọi là đúng hẹn, đúng giờ vân vân, thì nếu mà chúng ta cứ giữ cái thói quen là cho có, nửa vời, thì chắc là không ai muốn làm việc cùng hoặc là giao tiếp cùng với một người như vậy cả. Đôi khi chúng ta sẽ có những cái việc nhờ vả trong cuộc sống chứ không hẳn là trong công việc các bạn. Và để giữ được những cái mối quan hệ tốt á, thì tốt nhất á là mình đừng có nhận lời. Còn nếu mà mình cảm thấy mình làm được, mình nhận lời thì mình phải làm cho xong, làm cho rồi, chứ đừng có nhận xong rồi tao quên mất tiêu, xin lỗi nha, thông cảm nha. Đó là những cái lời biện minh cho cái việc không làm tới nơi tới chốn của mình đó các bạn. Hãy cố gắng tập cho mình cái thói quen, nhắc đi nhắc lại, hãy cố gắng tập cho mình một cái thói quen thôi, đó là chỉnh chu trong mọi việc, làm cái việc gì cũng xong cái việc đó, vén khéo cái việc đó và không để lại hậu quả cho người khác. Đây là một cái tính mà những người thành công, mà thành công nhanh á, người ta đều có hết các bạn ơi. Và hầu hết là họ đều rất là ghét nhân viên của mình làm cái việc gọi là cẩu thả và làm lơ tơ mơ, làm không đến nơi đến chốn á. Họ rất là ghét luôn nha. Cực kỳ phê bình cái việc mà làm nửa vời và để hậu quả lại cho người khác á. Trong môi trường công việc hoặc là trong cái cuộc sống cũng như là các mối quan hệ khác cũng vậy. Chúng ta hãy tập có trách nhiệm với những cái điều mình làm và những cái lời mình hứa. Mà để thực sự thực hiện được cái điều á, là chỉnh chu trong mọi việc, làm mọi việc cho tới nơi tới chốn á, thì các bạn cần phải có một cái đặc điểm, đó là phải biết quyết tâm và kỷ luật nhiều hơn nha các bạn. Sẽ không có ai nhắc nhở các bạn là hàng ngày hàng giờ phải làm như thế nào, phải giải quyết công việc đó dứt điểm ra làm sao. Và nếu trong trường hợp các bạn lỡ mà các bạn làm không có chỉnh chu, các bạn làm giữa chừng, các bạn bỏ ngang á, thì người ta cũng không có dám góp ý các bạn nhiều nếu người đó không phải là sếp hay là cấp trên của các bạn. Những người đồng nghiệp hoặc là những mối quan hệ bạn bè khác, người ta cũng không có nói với các bạn rằng người ta đang khó chịu và người ta thất vọng đâu. Nhưng mà chắc chắn lần sau người ta sẽ không có nhờ các bạn nữa, và cũng như là người ta sẽ đánh giá cái năng lực, trách nhiệm của các bạn chỉ dừng lại ở cái mức nửa vời mà thôi. Và điều này là điều tối kỵ trong công việc và cái hành trình phát triển bản thân của chúng ta. Chúng ta phải cố gắng thật nhiều để hoàn thành càng nhiều việc càng tốt, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được cái chất lượng công việc đó, hoàn thành là hoàn thành luôn, không có kéo dài, kéo lê ra hoặc là để lại những cái dư âm cho những người khác, người ta phải lo giùm mình. Đó là một cái điều rất là không nên các bạn. Rồi, đôi điều nhắn nhủ cho các bạn vào năm mới như vậy thôi. Và tôi hy vọng rằng cái radio này nó không quá căng. Tại vì lúc thu radio này là tôi đang có một số cái áp lực về công việc, và tôi muốn thu cái radio này để tôi nhắc nhở bản thân mình rằng khi mà mình đã hứa mình sẽ thực hiện xong cái việc đó thì nhất định mình phải làm cho bằng được. Mỗi một cái chủ đề, mỗi một cái radio các bạn nghe không phải chỉ là những bài học, những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, mà còn là những cái lời khuyên và những cái lời nhắc nhở tôi dành riêng cho bản thân của mình, để mỗi lần mà mình cảm thấy bị tụt mốt, bị kém về phần năng lực hoặc là cảm thấy thất vọng về bản thân của mình á, thì tôi sẽ lại vào kênh của mình và tôi bấm, tôi nghe lại những cái lời mà tôi khuyên cho các bạn cũng như là khuyên bản thân mình và làm theo nó. Cái
cách này cũng là một cách để nhắc nhở bản thân mỗi ngày là không có được ngủ quên, không có được từ bỏ và phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa. Rồi, cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã nghe đến đây và chúc bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp. Chúc bạn có một giấc ngủ thật là ngon nhé. Nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể gặp nhau sớm nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye!